Để nối được một bộ mi bền và đẹp thì bước vệ sinh mi rất là quan trọng. Và ngày hôm nay Thảo sẽ cùng chia sẻ với mọi người về cách làm sao chúng ta vệ sinh mi đúng cách mọi người nhé. Và chúng ta cùng bắt đầu luôn nhé. Xin chào tất cả mọi người, mình là Nghi Thảo đây. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng vệ sinh mi mắt của bạn mẫu này nhé. Trước khi nối thì chúng ta sẽ sử dụng cái tạo bọt vệ sinh mi nhé. Mình lắc lên nhá, và một cây chổi vệ sinh. Và cái chai tạo bọt này của Thảo đã sắp hết rồi. Mình cần lắc kỹ hơn một chút nhé. Đây, biểu hiện của cái sắp hết này là chúng ta nhìn thấy là cái bọt nó sẽ tan nhanh hơn bình thường. Và mình lắc mãi thì nó mới lên. Sau đó mình sẽ dùng chổi vệ sinh nhé để mình trải này. Vệ sinh theo chiều mi nhé mọi người, không di ngang nhé. Không di ngang cây chổi này. Hoặc là không chọc chổi mắt khách. Mà mình chỉ vệ sinh là vuốt theo cái chiều mi của khách thôi. Thì từ đây các cái lông cọ sẽ lấy ra khỏi mi những cái bụi bẩn nhé. Mình đẩy từ mí ra nhé, để khi mà mí có bẩn á thì chúng ta sẽ vệ sinh đi nhá. Rồi, mình thấm các cái bọt đi nhá. Sau khi mà vệ sinh mi bằng tạo bọt xong, chúng ta sẽ sử dụng thuốc muối nhỏ mắt nhá. Là thuốc muối mình mua ở ngoài hiệu thuốc cả chai như này luôn nhá, bởi vì Thảo thấy là nhiều nơi ấy, họ không có làm như này, họ mua cả cái chai nước muối sinh lý để về nhỏ mắt cho khách là rất nguy hiểm nhá. Mặc dù như vậy thì tiết kiệm chi phí rất là nhiều, nhưng mà chúng ta không nên làm như vậy, bởi vì vấn đề về mắt đã liên quan đến sức khỏe của khách hàng rồi. Mình sẽ sử dụng cái giấy ướt lúc nãy mình thấm nhẹ đi nhé. Sau khi thấm nhẹ xong, mình sẽ dùng bông tăm này để chúng ta lau sạch những cái nước ướt ở trên mi của khách, bởi vì nếu như còn dính thì mi này sẽ rất là khó chịu, mí rất là khó chịu luôn, cảm giác cứ nhập nhặng á, nó dính. Sau đó thì mình sẽ quạt đi là xong nhé. Sau khi bước này xong thì chúng ta chỉ cần dán mi và chúng ta sẽ tiến hành nối mi luôn rồi mọi người nhá. Sau khi mi thật là sạch này. Rồi. Mi sạch thì chúng ta mới nối được bộ mi bền mọi người nhá. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe đoạn chia sẻ của Thảo trong video vừa rồi. Hãy ấn vào nút subscribe, nút đăng ký ở phía bên dưới màn hình để nhận được video của Thảo sớm nhất. Hãy đăng ký nó ngay bây giờ, ấn vào nút hình quả chuông để lần sau khi Thảo phát sóng, bạn sẽ nhận được video của Thảo sớm hơn những người khác. Nghi Thảo xin chào các bạn và xin cảm ơn các bạn đã đăng ký kênh của Nghi Thảo.